Chào anh em quay trở lại với channel. Thì tuần này chúng ta có một sự kiện khá là ngon để kiếm thêm EB là eFootball á. eFootball á là EB. Thì chúng ta sẽ có một sự kiện, đó là sự kiện bình chọn trận đấu giữa Barca và Arsenal. Thì nếu win thì chúng ta sẽ được 300 EB và thua thì chúng ta cũng nhận được 100 EB nha. Thì các bạn kiếm cái thông báo này ở trong thư nha. Bạn kéo xuống thì chúng ta sẽ thấy cái thông báo này. Thì cái thể lệ thời gian á, thì cái khoảng thời gian dự đoán là từ 7 giờ ngày mùng 1 11 tháng 1 cho tới 18 giờ 59 phút ngày 16 tháng 1, và 17 giờ ngày 16 tháng 1 thì người ta sẽ live stream với trận đấu đó. Nó sẽ có hai trận, trận 1 và trận 2, thì nó sẽ tính tổng điểm của hai trận đó để xem hai đội này là thắng hay hòa hay thua đấy. Thì chúng ta đã có giải thưởng rồi, thì giải thưởng sẽ là 300 EB nếu các bạn dự đoán đúng, và 100 EB khi các bạn dự đoán sai. Nó sẽ trả cái EB cho các bạn vào ngày 21 tháng 1, là sau bảo trì ở ngày 21 tháng 1 thì nó sẽ trả cái EB cho các bạn nếu các bạn dự đoán đúng hoặc là dự đoán sai. Thì chúng ta vào link ở đâu, chúng ta kéo lên đây, Reddit the winner here, nhấp vào đây thì nó sẽ ra cho các bạn. Để mình chỉnh xài tự động ra. Rồi thì nó sẽ xài tự động. Giờ mình sẽ tắt VPN để cho nó nhanh nha các bạn. Ok, thì đây là giao diện. Nó luôn luôn chú ý là các bạn nào mà không có nhận cái Airborne, không có điểm Airborne thì sẽ không tham gia được chương trình này. Nếu các bạn nào có điểm Airborne thì các bạn tham gia thoải mái nhé. Cái này là chú ý các bạn là Mỹ là sẽ không được này. Thời gian thì này mình cũng nói rồi, giải thưởng thì mình cũng nói rồi. Cái thời gian mà nó sẽ trả điểm Airborne cho các bạn này mình cũng nói rồi. Rồi, kéo xuống dưới. Chúng ta bấm Log in to my company. Đây, nó sẽ cho các bạn dự đoán. Thứ nhất là Barca win, thứ hai là hòa, thứ ba là Arsenal win. Thì cái này là hên xui các bạn. Mình yêu thích Arsenal thì mình chọn Arsenal luôn. Hay à, mình đều chọn Arsenal cả. Mình yêu Arsenal từ nhỏ các bạn ạ. Rồi các bạn bấm Submit Redemption, có nghĩa là xác nhận cái dự đoán đó, chọn dự đoán đó. Các bạn nhấp vào đây. Rồi nó sẽ đẩy ra cái trang này cho các bạn. Khi bạn nhấp bấm submit đó thì nó sẽ lưu vào hệ thống của Konami, và Konami nó lưu cái tài khoản của các bạn. Đó, lưu cái ID của các bạn và cái dự đoán của các bạn. Thì khi các bạn nhớ ngày 16 tháng 1 các bạn chắc chắn nó sẽ có một cái thư thông báo, các bạn livestream cho các bạn vào đó các bạn xem. Và chúng ta sẽ xem kết quả và chúng ta sẽ đúng hay sai. Và dự đoán thì ai theo mình thì theo, còn không theo thì các bạn hãy dự đoán theo bản thân nhé. Nếu các bạn thấy video này hay á, thì hãy cho mình bằng subscribe, like video. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong khoảng thời gian qua. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.